Vậy là cái lý do anh ở đây là ở gần ba mẹ của mình. Là cái tình hình của mẹ của mình với lại cái người em của mình như thế nào mà anh phải, anh với chị phải phải bắt buộc ở đây? Như anh Đặng bây giờ bà vợ với nuôi giữ đứa cháu á, rồi với Đặng rồi hai vợ chồng nó cũng bị khùng rồi. Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Thì hôm nay thì cũng qua Tết khoảng một tháng, hôm nay quay trở lại trường hợp với anh Cường. Thì có rất là nhiều cô bác anh chị yêu cầu Bùi Hồ quay trở lại, quay một cái clip về anh Cường, coi cuộc sống của anh bây giờ như thế nào rồi. Và mình đồng thời cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi từ Mạnh Thường Quân, muốn giúp đỡ cuộc sống cho anh Cường. Thì hôm nay sẵn có dịp về đây thì gặp anh Cường vào một buổi trưa, buổi sáng như thế này. Dạ em chào anh. Dạ. Anh ơi, sau khi mà em chia sẻ cái video clip của mình lên mạng đó, thì lên kênh của em với lại Facebook, thì có rất là nhiều người quan tâm và muốn giúp đỡ cái hoàn cảnh của anh. Thì người ta đặt câu hỏi đầu tiên là yêu cầu em hôm nay quay về anh để coi cái hoàn cảnh của mình như thế nào anh. Được anh ấy, tại cũng có một số người cũng gửi điện, cũng gửi giúp đỡ cũng được mớ, cũng sống được. Dạ, hôm nay mình không đi làm nữa anh. Không, tại vì bây giờ nó vụ bệnh hoạn nọ, bây giờ trên trường cho mấy đứa cháu nghỉ hết tháng 2 luôn rồi. Rồi chứ đồ thì nó quá sụt, rẻ quá, giờ không đi mua được. Dạ. Giờ hết tháng này mấy đứa cháu đi học mà đi mua được. Dạ. Về cái nhà cửa của mình thì có Mạnh Thường Quân nào có hỏi anh như thế nào không? Có hai ba người xuống hỏi rồi, cũng nhiều người cũng giúp cho cái nhà, mà hỏi cái là mình không có đất, rồi người ta thấy gì cũng không giúp được luôn. Dạ, có nghĩa là mình thì không có đất, người ta có lòng giúp nhà nhưng mà mình không, nên mình vẫn ở đây. Dạ. Anh ơi, như thế này nè, có một số Mạnh Thường Quân á có liên hệ với em là yêu cầu hỏi em, hỏi anh là có muốn đi làm hay không, và đi làm ở xa, người ta sẵn sàng là chi chỗ nhà, mướn nhà trọ rồi cho anh luôn. Thì nói chung em nói với mấy người nói với em cảm ơn, tại vì sống ở đây qua năm tới nữa thì coi được khi người ta nhà nước cấp cho mình cái nền á, vì mình lên sống ở đây cũng gần gũi bên vợ đó, rồi đi giờ đi xa lên đó giờ đó giờ đâu biết nghề nghiệp đâu mà làm. Dạ, chỉ có số với nghề phế liệu mà. Có một số Mạnh Thường Quân là ở Cà Mau hay là ở Tân Hồng là yêu cầu nói với anh là họ không có cần trình độ, tại vì anh nói là anh lúc đó trình độ anh học lớp còn nhỏ, lớp thấp ở dưới, rồi thành nữ là nói anh chỉ vô giữ giường cho người ta thôi, rồi mình có đi được không? Thì nói gì đó em cũng mang ơn, thì chắc cái vợ chồng cũng đi không được rồi. Tại ở đây cũng gần gũi, có bà vợ ở đây nè, bả con mình với hai vợ chồng cũng bị khùng đó, rồi cũng tới lui bả, khi bả bệnh hoạn nọ cũng tới lui, chứ đi xa quá bả ở đây thấy có này nọ cũng đâu ai biết bả bị gì đâu, nên em bằng buộc cũng phải ở đây thôi. Vậy là cái lý do anh ở đây là ở gần ba mẹ của mình. Là cái tình hình của mẹ của mình với lại cái người em của mình như thế nào mà anh phải, anh với chị phải phải bắt buộc ở đây? Như anh Đặng bây giờ bà vợ với nuôi giữ đứa cháu á, rồi với Đặng rồi hai vợ chồng nó cũng bị khùng rồi, rồi đâu có ở chung đâu, thì có mình bả với mấy đứa cháu ngủ, mà khi đêm hôm bệnh hoạn rồi đâu có hay, bả phải điện về đây, ở đây chạy Đặng chở qua đi khám bệnh gì thôi, thì hai vợ chồng kia bị khùng rồi về nhà Đặng ở rồi đâu có ở chung được, rồi cái gì cũng phải ở đây thôi, có gì nọ với bệnh hoạn cũng có người tới lui, chứ em đi xa rồi ở đây thì nhờ có mình bả ở đây à. Bả có này nọ đâu ai biết mà bị gì đâu, rồi em phải ép buộc ở đây thôi. Vậy là chỉ có mình bác gái ở nhà thôi. Dạ. Thành nữ lớn tuổi nuôi một người cháu, cháu. Rồi hai người em vợ của anh, người anh vợ thứ ba thì nó bị khùng, hồi nhỏ chị dâu cũng bị khùng luôn, nên là thử là anh không có đi được. Em không đi được. Thì hiện nay hẩm gài thì cái công việc của mình là mình thu mua phế liệu, nó sao anh? Em ra giờ em gài cũng ở nhà đó, rồi ở bên giữa máy điện qua bản đi hốt lông dịch hay đi chở lông dịch thì nọ đó cũng được, nhưng từ đây mình chở ra
từ đây em vô nó gần 20 số, đi về cũng được 150, thì nó cũng sống được. Dạ. Tại vì có hai đứa cháu bây giờ vụ bệnh hoạn nọ, bây giờ trường tao cho nghỉ hết tháng luôn rồi, ở nhà phải dần chừng nó đâu bỏ ra được. Cũng hoàn cảnh không biết sao, tại vì em phụ rất là nhiều người, người ta điện hỏi em, có những người người ta hỏi về cái nhu cầu công việc của anh không anh Cường? Cũng có, anh cũng có số người điện kêu em lên công ty làm, lên đó nhà trọ dưới này nọ không là người ta lo hết, nhưng mà em nói thẳng với vợ chồng em đi không được, tại vì ở đây sống đây đó 10 năm mà quen rồi, vợ với hai cũng đây cũng gần gũi với bên vợ nọ cũng tới lui anh ơi, chứ người ta giúp đỡ thì em cũng mang ơn lắm. Qua Tết thì cái cuộc sống của mình hiện bây giờ nó có thay đổi nhiều so với lúc trước không? Thì cũng nhờ cũng có một số mạnh thường quân xuống để giúp đỡ cho, cũng như gửi cho từ số tiền nọ em cũng để dành, như mấy tháng không làm không đi làm được nè, cũng đồ ăn gạo thóc đóng tiền con cái thôi. Có một số người người ta lại yêu cầu em là nói với anh là nhắn với anh là cái nền, ví dụ như người ta có ở dưới này nè, người ta muốn đôn cao lên cho giống như cái nền của cô bên kia, thì anh nghĩ sao? Dạ đó là không có được đâu anh, tại vì mình ở đây mà ở dốc cầu rồi đó, khi biết người ta xuống đuổi lúc nào cũng không biết nữa, mình ở quá mình đóng dáng, mình lót dáng mình ở cái gì mình đóng được, chứ mình cái trang nền này nọ gì sáng không được, tại dốc cầu này là cái chân nó mình chán rồi nọ, lỡ gì nó xuống nó thấy thì nó phải kêu mình đập bỏ à, mình lót dáng cái gì mình lót ở được. Dạ nói lót dáng giống như cái cô bên kia đó. Dạ được. Làm cái đó thì được ha. Dạ được. Nếu như mà làm cái đó cái chi phí mình cao không anh? Dạ chắc nó cao, tại vì nó lót dán là cái đó thì cũng khoảng từ giá 4-5 triệu à. Tại ở bên nó hỏi mày muốn hỏi rồi, chỉ cũng khoảng 4-5 triệu. Anh có qua đó tìm hiểu rồi ha. Dạ chưa, hồi lúc mà chưa có lúc mà vô như chị em đi làm chung đó, rồi có hỏi chỉ bên bển nhiêu rồi, tại hồi năm trước nước lên nè. Rồi thấy chỉ đóng vậy đó, rồi hỏi chỉ nhiêu cũng khoảng 4-5 triệu, tại cây rồi mắc lắm. Rồi mua cây rồi ra mình công đi chở với người ta xả ra mình chở mướn để chở về nữa. Đó. 4-5 triệu là 4-5 triệu. Nếu như mà người ta có tài trợ cho anh, ta lấy số tiền người ta tài trợ cho anh gửi anh cái số tiền đó lót dán thì mình bây giờ mình có thực hiện liền được không? Nói ra thì em nói thì cũng mang ơn, nếu người tài trợ gì em mang ơn thiệt, nhưng mà nếu mà để đó tài trợ đó em không có lót được, tại vì ở trong khúc hôm nay thì có mưa giông bão nọ đỡ. Mình giao ngoài đó là mình lót ngoài đó mình che cái gian chị đó là che không được, tại vì mà cái gió đó ngoài đó ngoài ở đây nó thoáng rồi đó, mình che mình đóng nhà sàn được mà mình che là không được, tại giông bão xuống là nó tấp vô hết là cũng sập à đó. Rồi tại vậy bên kia là nó nhờ cũng được có hai mấy gốc cây nó đỡ hơn. Cái bên kia là về cái địa hình là nó khác với của mình ha? Khác. Bên kia lót nhà sàn ra gì nó đỡ được mấy cái bên mấy cái chỗ cái nhà của người ta khích đó. Dạ. Nó che được gió bão rồi. Bên đây ra ngoài đây thì chống lỏng à. Anh cắt nhà sàn ở được rồi đó, mà có cái mình không có che được, mình che được thì nó trong gặp dư bão lớn quá là nó tạt. Là sập liền. Còn mình thì phải gần với lại cái bệ cầu này. Dạ gần đây mà. Gần mới được, còn mình đem ra ngoài ngay chỗ cái ngoài đó thì mưa gió nó sẽ tạt. Tạt. Đây thì sao cũng có như có ở trong đây nó nằm trong cái cầu này nó có gió mà nó đỡ hơn ở ngoài. Ở ngoài nó gió mạnh lắm mà nó tạt là sụp cái chân. Ừ vậy cũng khó quá. Vậy có cách nào mình nghĩ cho nó về cái ngôi nhà của mình, anh có nghĩ cái cách nào mà nó tiện lợi cho nó cao ráo hơn tí không anh? Ở đây thì nói chung ra thì nó cũng có mặt bằng nó nằm vậy rồi anh, bây giờ nếu mà mình cán lên nữa là khi có thể giờ ngồi gì cán nữa là ngồi không được đó, thì thấy gì nó bằng rồi đó, giờ mình dở ra mình phải là mình cán lên nữa, gì càng ngày nó càng sạt xuống nó lúng nữa. Dạ thì sống như vậy cũng được rồi, thì em muốn cầu cũng có mấy người bạn quân cũng thu dài nữa người ta xuống đây giúp cho được cái nền nhà ở, mà để cũng nếu mà được cái nền nhà em vợ chồng cũng dọn trở nở, tại đây chuẩn bị nữa gần nước lên nữa rồi. Cái nền nhà nếu như mà ở ngoài này bây giờ nó mất tiền không anh? Không, cái đó thì em chưa biết. Anh không biết nữa hả? Tại nền nhà tùy theo cái nền nữa, tỷ nó trong vườn sâu ở ngoài chợ tùy theo mình, người ta giúp mình cả tỷ ta giúp được cảm ơn, nhưng mà chắc cũng được ở trong đưa được vô trong mấy cái giường nó ở anh ơi,
chứ ngoài chợ thì khi mình nói người ta giúp mình đâu cũng không nổi đâu, tại ngoài chợ bạc tỷ không đó, với mấy trăm triệu không à. Là mình chỉ chủ yếu là mình mong sao vô vườn cho nó rộng thoáng mát thôi. Được, em một cái nhà tiền chế thôi cũng được. Dạ, thì ta nói chung người ta cho mình giúp được, người ta cho mình đầu mình ở đâu nhà ở đó. Nhưng mà phải ở gần đây chứ xa thì anh cũng đi đâu được. Xa gì em, xa em thà nước xa quá em nói mấy người bên em nhận không được. Tại ở đây cũng gần gũi có bà vợ nè. À, xa quá đi tới lui với mấy đứa cháu đi học cũng khó, tại phương mất phương tiện nữa. Nói chung là có nhiều người ta không hiểu, ta không có coi cái clip này, coi xem không có xem cái clip mà lý do anh phải ở dưới này. Rồi người ta xem cái clip trước đó thôi. Xem cái video trước đó, người ta nói là tại anh không đi làm. Nhưng mà người ta đâu hiểu mình cái hoàn cảnh nó lại như vậy đâu. Sao mà mình nói hết được. Nói với mấy người mấy anh mấy chị mà coi cái clip này, không phải là em không đi làm, tại vì giờ đồ bây giờ vụ bệnh hoạn này, giờ đồ nó đóng cửa hết rồi, quá trời rẻ rồi, giờ đi mua cũng không có đồ nữa. Bây giờ mình giống như là đóng băng ở đây, không có làm gì hết ra tiền. Bây giờ là ai kêu, bây giờ ai kêu mình là phụ gì phụ nấy. Giờ tới tại nó vụ mà im ở vụ bệnh hoạn này xong cho mấy đứa cháu đi học được, em mình đi làm được. Bây giờ là còn hai cháu ở nhà. Còn hai cháu. Anh với chị ở nhà. Ở nhà luôn. Ở nhà luôn. Dạ. Mấy ngày nay là mình không có lao động được, tại vì mình không thu mua được. Nhưng Dũng con như bên giữa mới điện kêu em chị qua đi chở đồ đi rồi kêu phụ à. Dạ. Hôm trước thì có một cái mạnh thường quân ở Đức có gửi cho em số tiền nhưng mà em chưa nhận được. Dạ. Nhưng mà vì cái hôm nay có dịp em về đây thì em quay về cái hoàn cảnh của anh để mà lý giải cho cô bác anh chị biết về cái cuộc sống của anh như thế này. Còn khi nào em nhận được cái số tiền đó thì em sẽ gửi cho anh, em sẽ quay trực tiếp lại. Tại vì em chưa có nhận được. Anh Cường ơi, thì em cảm ơn anh rất là nhiều. Hôm nay thì anh có muốn nói là gì vợ gửi đến cô bác anh chị không anh? Dạ, vậy em nói mấy bên phòng quân với bà con bác thì thấy em vậy giúp đỡ em cảm ơn, mà tỷ không giúp thì em cảm ơn. Nhưng mà em thực tế ra là nói không phải là em không đi làm, mà tại vì mấy tháng vô tháng này là đồ sụt quá rẻ quá đi không được. Thì với hai nữa mất hai mấy đứa cháu rồi còn đang nghỉ học nữa. Đó, chứ không phải em không muốn đi làm. Dạ. Anh thì, cô anh chị ở những cái clip trước thì anh Cường có giải thích rằng là anh Cường là trình độ nó không em có cao. Em ở lớp 2 à. Dạ, nên không có đi làm ở công ty được. Dạ. Mà đi xa nhà thì lại càng khó. Có. Với lại tại vì mẹ vợ ở nhà. Dạ, mẹ vợ với ở đây, mẹ vợ rồi một với hai nữa rồi đi công làm công ty với gì. Vợ cũng dẫn theo con cái thì vẫn không có được. Đó. Rồi nó hỏi học đây làm trở ở đây, khi hai vợ chồng đi làm rồi bà vợ bả ốm yếu với già bả nuôi nó cháu nội, mà gặp hai đứa con ruột với đứa dâu bị khùng nữa, nó cũng khó lắm. Dạ. Thì ai có nói giùm mấy người bên ấy, nếu có coi cái clip này thì cũng có thông cảm nhìn vợ chồng em. Anh cũng đâu đi làm hồ được đúng không? Làm hồ em làm được, nhưng mà giờ em nếu mà đầu sụt nữa em đi thêm phụ à. Dạ. Cu ly hả? Dạ. Rồi em cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất là nhiều. Em sẽ về sẽ đăng tải clip này lên để cho cô bác chị người ta sẽ hiểu thêm về cái cuộc sống của mình. Chúc anh luôn có sức khỏe anh Cường. Và cố gắng cô bác chị ở trên mạng nhắn với em rằng là dù sao đi nữa anh vẫn cố gắng cho hai cháu học cho thành tài, để sau này cuộc sống của hai cháu nó có sự thay đổi đó anh. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều. Em chào anh ha. Cảm ơn. Yeah.